chào mọi người. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với các bạn một loại hoa mới. Có lẽ là mới với mình thôi, thì tên thì mình cũng không hiểu biết, không rõ là tên hoa này là hoa gì cả. Mình thấy ở đây thì họ trồng chủ yếu là ở trong một cái chậu hoa lớn. Hoa này cũng không có hương thơm. Màu đặc trưng là màu vàng và màu vàng, màu trắng. Có thể nói là sức sống cũng khá là mãnh liệt khi mà hôm nay trời nắng tầm 35-36 độ. Đến thời điểm này thì hoa cũng không có một, không cảm thấy là nó bị héo đi. Không biết là bạn nào đã biết được là đây là loài hoa gì chưa ạ? Và nếu bạn nào biết thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé.